Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên em nhá. Bác nào đang cần một con loa đẹp, cần một con loa chất lượng với chất bát đánh sâu, chắc và tép sáng thì xin mời các bác alo cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Ở hay là xin mời các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội quý vị nhá. nhiều bác cũng thắc mắc bảo là em Em ơi, anh mua hàng như vậy thì cọc cạch thì nó có sợ mất việc không? Thì em nói luôn là nhà em có cửa hàng cụ thể rõ ràng, video nào cũng đọc. Đấy, cách bến xe mỹ đình nó chỉ khoảng mấy trăm mét là các bác đã tới nhà em rồi. Mà nhà em bán hàng cả 10 năm nay rồi, tất cả cái khu mỹ đình này gần như nhà ai cũng biết nhà em. Thế nên là các bác chỉ cần đến bến xe mỹ đình hỏi, cả nguồn audio là là, là 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 sẽ đến được. Hoặc nếu mà các bác không thích thì các bác có thể gọi điện trực tiếp cho em. Nha, thì em sẽ hướng dẫn. Mà nói chung là chẳng cần hướng dẫn bởi vì nó rất dễ tìm. Nó ngay trên mặt đường luôn. Đấy, bên cạnh thì là một quán bia Las Vegas, bên tay phải thì là quán lẩu lướng Lan Chi. Đấy, hai cái bên nhận diện rất là to để các bác có thể nhìn thấy. Hoặc là đối diện cái ngân hàng Bản Việt các bác nhá. Đấy, nói chung là rất là dễ tìm thôi. Ờ, xe khách tầm khoảng 60 chỗ hoặc là 4 5 chỗ hay là 16 chỗ đỗ thoải mái các bác nhá. Còn xe 4 chỗ thì các bác đậu 4 cái cũng được. Đấy, nối đuôi nhau đậu 4 5 cái cũng được. Không phải chuyện cái chuyện sợ chuyện đậu xe. Đấy còn cọc cạch ba cái chuyện mà 500 hay là một triệu hay là hai triệu thì nói thật các bác là Các bác cọc 10 triệu thì em không bao giờ em bùng các bác 1 nghìn, em nói luôn như vậy Bởi vì lấy được của các bác 10 triệu, 5 triệu, 1 triệu, 2 triệu thì mất cả cái uy tín của cửa hàng Cộng thêm là à, cái danh dự của con người nữa Thế nên là các bác yên tâm mà đặt hàng không phải sợ cái chuyện online nhé Còn nhà em mua bán là bác nào chốt hàng là anh em sẽ test trên video nhá Đấy đây là em quay không nhạc còn vị bác nào chốt em sẽ test bàn giao cho các bác đảm bảo là bát bát nhé, tép nhé, từng trước một lên ok. Mà test là phải test từng cái một chứ không phải là test theo kiểu là amisua tất cả chung tức là test tùng lum tờ lưa vào một cái xong là ví dụ là con chết con không đâu. Test là phải rõ ràng, bát tép nó phải dương ra đấy. Để các bác nghe thử và bàn giao cho các bác nó phải đầy đủ như thế. Đấy. Nên là các bác mua hàng em là yên tâm. Còn đây em mời các bác nhìn qua hình thức một chút này, đây hình thức các bác nhìn nhá cái này thì về bác lau qua em tí nhé em cạo nó hết này Đấy, về quắc lau qua tí tại vì cái vệt băng dính thì không tránh được đây là hàng em chưa vệ sinh gì đâu nhá tức là em chưa lau chùi gì bên ngoài đâu các bác về tự vệ sinh thêm nhá Đấy, muốn nó đẹp hơn nữa thì mình phải vệ sinh thêm còn đây thì còn đây em thấy nó đẹp đẹp thì em bỏ thì em quay luôn thôi Đấy. công suất của loa là 70W một loa trở kháng từng trước là 4 ôm cầu loa thì cầu kẹp rất dễ dùng hình thức thì còn rất là đẹp chất lượng vỏ thì khỏi phải chê thành vách vẫn còn vuông thành sắc cạnh nha rất là đẹp nha không thể chê vào đâu được cặp này đấy. hàng bãi nhưng mà nói chung là các bác phải xác định tư tưởng là mua hàng bãi thì nó không giống như hàng mới đâu hàng mới là các bác sẽ được bóc túi bóng này rồi bóc vỏ hộp bên ngoài đấy còn cái hàng này thì có sẽ được bóc túi bóng nhưng mà là túi bóng em bọc đấy còn hộp thì các bác cũng được bóc hộp nhưng mà nó là hộp thùng xốp cái kia thì có thể là hộp giấy nhưng mà nhà em là đóng thùng xốp vì nhiều khi nhà em gửi vào tận cà mau đến tiền giang nên là nhà em toàn phải đóng thùng xốp có những cái video em quay cho các bác xem rồi đấy xốp nhà em bạt ngàn luôn mỗi lần một nhập là nhà em sẽ nhập 100 đến 150 thùng và cứ uh, chưa đầy uh, 15 ngày là nhà em sẽ nhập một lô như vậy đấy cứ nhập gối 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 vào để uh, bán đấy, nói như vậy là để có biết được là cái lượng hàng nhà em nó ra như nào nhà em không những là bán lẻ mà còn bán cả buôn nữa cơ đấy nhiều bác khách ở tỉnh các bác ấy kiểu bán đồ karaoke nhỏ nhỏ ấy ở nhà bán ở quê rồi ấy. các cửa hàng nhỏ nhỏ quê bán là tổng hợp các loại vụ karaoke nghe nhạc ấy thì là các bác ấy đặt toàn là 5 bộ với cả 6 bộ đấy cứ hết là các bác lại gọi thì gửi xuống túc tắc khoảng hai bộ một đấy là gửi xuống để cho các bác ấy bán đấy thì bác nào cũng thích mà kiểu phân phối mà nhỏ nhỏ, nhỏ bán vui vui ở quê đấy thì cũng có thể alo cho anh em nhé lấy cứ tầm khoảng bốn năm bộ một là ba bốn bộ một đấy thì thứ nhất là cái giá thì cũng có giá ưu đãi và nhà em cũng sẽ để theo giá buôn thôi đấy kể cả bán lẻ là anh em cũng gần như để theo giá buôn luôn chứ không không bán theo kiểu giá lẻ đấy. thì nói như vậy để các bác biết luôn nhá đấy thì anh em nào bác nào mà chốt được thì alo cho em nhá đấy, cặp này thì nghe sướng lắm bát 13 nhá màng carbon nhá gân cao su nhá tép thì là dòng chép đom tay mèo nón lụa nhá vỏ là rộng 15 nhá, chiều rộng 15 nhá, sâu 23.5 nhá, cao là 27 củ tư của bát và củ tư của tép là đều được là từ kép dương có củ từ của bát là được, bọc kim loại bảy màu giảm nhiễu đấy đấy là cái chất lượng của kêu là như vậy đấy thì anh em nào bác nào chốt thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979-891-682 nhé Mọi thông tin thì alo trực tiếp cho em nhé Vâng, em xin chào và kết thúc video rồi đây